Ok rồi, chào anh em ạ. Thì mình có update cái công cụ vẽ sàn tự động. Rồi đây là công cụ ngày xưa mà chúng ta vẫn hay sử dụng. Đó. Thì cái công cụ này sẽ giúp chúng ta vẽ sàn, nhưng mà vẽ sàn đây tạo bởi rất nhiều điểm. Thì chỗ những cái chỗ nào đường cong á thì nó sẽ mục đích của mình đó là vẽ 3 điểm và chamfer thôi, đúng không ạ? Đây là kiểu sàn ngày xưa này. Vẽ rất nhiều điểm thì bây giờ các bạn update mới này. Nó sẽ không còn vẽ rất nhiều điểm nữa mà nó chỉ vẽ tại bởi 3 điểm thôi. Anh em ok không? Đây. Tạo bởi 3 điểm thôi, và cái điểm này này nó sẽ lấy làm điểm chamfer. Ok mà điểm ạc đây. Ok, tạo bởi 3 điểm đó. Thì nó sẽ giúp mình, nếu mà cái bộ đồ của chúng ta á, mà tạo bởi những thằng như thế này rất là nhiều thì vẽ bởi nhiều điểm nó khó kiểm soát hơn, khó chỉnh sửa hơn so với những thằng này ha. Đó, thì cái đây giúp chúng ta làm nhanh gọn lẹ mấy cái này và sau này dễ chỉnh sửa hơn so với thành rất nhiều điểm như thế này. Ok mà. Rồi chào các anh chị em ạ.